Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta lại đến với anh em câu lạc bộ ART bonsai thuộc xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong cái chương trình là cứ mỗi một tháng, cái tuần đầu tiên trong tháng, và cụ thể nhất là ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng, các anh có tổ chức một cái trưng bày giao lưu mà để hướng dần tới sẽ tổ chức thành một cái chợ. Hôm nay tôi ra từ Ba Vì, tôi di chuyển sang rất sớm. Nhẽ ra là ngày hôm qua tôi phải có mặt rồi, nhưng mà vì tôi phải có cái hội thảo ở dưới Hải Phòng, đêm qua mới về đến Ba Vì, thì sáng nay sang sớm để tham quan và làm chương trình cho anh em. Chắc tầm khoảng độ tiếng đồng hồ nữa thì anh em mới kéo đến đông đủ được. Tôi làm những cái thước phim giao lưu trong cái không gian, một cái sân chơi của nhóm ART Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ. Và các anh cũng keo thẻ có số điện thoại của chủ tác phẩm để chúng ta cùng nhau giao lưu. Đây là con đường dẫn đến một cái trạm bơm, cho nên là chỗ này nó rất là yên tĩnh, nhưng mà đường đi rất thuận lợi. Đến Bixi si Việt Trì là chỉ còn khoảng độ vài trăm mét là chúng ta sẽ tới đây rồi, mà đường lớn hết, đường giải nhựa hết. Vâng, anh em mình đang treo hoàn thiện nốt thẻ trên cây đấy à? Dạ vâng ạ. Vâng. Vâng, tôi phải sang thật sớm ấy, bởi vì hôm nay đài hình như nó báo là chiều nay có không khí lạnh, có mưa. Vâng, số lượng cây của các anh cũng rất là đồng đều và đa dạng về chủng loại các bác ạ. Đấy, ngoài xanh si đa đề ra thì còn có mộc hương này, sung này, ổi này, tường vi này, vú sữa này, hoa sữa này, rồi những cây sam hương này. Hoa trà, vâng, có những cây hoa trà nhỏ nhỏ xinh xinh mà bao nhiêu người gạ gẫm mà anh không chịu bán. Đấy, mấy anh em mới bàn nhau bảo thế nào rồi có một dịp nào đó cũng sẽ cho đứt, cho mất cây. Bên này thì là những dòng cây tầm lớn hơn. Và bây giờ chúng ta đi vào nội dung chính. Tôi sẽ đăng tải những cái tác phẩm mà theo cái mô hình mà dần dần để các anh xây dựng được một cái chợ, thì thường là sẽ có cái báo giá cụ thể và số điện thoại để chúng ta alo đến giao dịch. Và tác phẩm đầu tiên tôi gửi đến hình ảnh một cây sung. Cây này cũng già lắm rồi, chứng tỏ là cái thời gian là chơi cũng không thể dưới 10 năm được đâu. Chúng ta nhìn thấy nó lên vảy rồng hết rồi. Vâng, đó là cây sung chủ nhân là của anh Hùng. Số điện thoại 0974148448, đúng không ạ? Vâng, ở nhà tôi có cây sung mà nó đã lên, nó vảy và nó đóng như thế này mà tôi đã chơi 14 năm. Và cây này cũng rất nhiều dâu quả này các bạn ạ. Đây này, chắc anh ấy vừa mới vặt hết cái lứa trước. À đây, bên này vẫn còn mấy quả. Cây sung này thì tôi thấy ở dưới gốc của nó có cái bệ nó rất nở, các bác nhìn vào xem. Đấy. Tất cả các cái rễ nó quắp móng rồng hết xuống đây rồi. Nhìn cái bệ này là anh em vẫn cứ hay dùng cái từ gọi là chân voi. Rất là già. Anh để lên cái chậu này nhưng mà trồng nó hơi sâu. Đấy. Tức là nếu mà nổi lên tí nữa thì nhìn cây sung nó cũng sẽ to và cao hơn, trồng nó hơi sâu. Mà chậu so với cây sung là cũng là hơi lớn. Nhưng phải nói là cây sung là cũng là có cái dáng rất đẹp đấy các bác. Đấy. Nếu mà nhìn theo góc này thì đúng là dáng long luôn. Chân đế đẹp quá, đưa ra các phía. Đấy.
Vâng, và đây tôi thấy các anh ghi giá là 4 triệu. À, các bác có thể gọi điện đến, chắc là còn phải có cái thương lượng nhất định nữa. Vâng, tôi đăng tải số điện thoại một lần nữa này. 0974 148 448. À, tên là anh Hùng. Vâng, chúng ta di chuyển tiếp đến một cây xanh. Một cây dáng siêu. Cũng rất già cây đấy. Vâng, cây xanh chủ nhân là của anh Hùng. Vâng, số điện thoại cũng 0974 148 448. Cây xanh này tôi thấy các anh báo giá là 18 triệu đồng. Cũng rất là khoa học nhá. À, tôi thấy các anh niêm yết giá luôn ở thành chậu này. Dán tem giá luôn này. Đây, 18 triệu đồng này. Bố cục cây cũng rất đẹp. Bên này có một cái cành cũng khá là nghệ thuật. À, để đón cái bóng ở đây, một cái cành rơi. Vâng, cây này nhìn tứ diện được. Chúng ta lại tiếp tục di chuyển sang tác phẩm xanh tiếp theo này. Chúng ta thấy những cái đường truyền, đường buông tay tạo vai à, theo cái chiều xuôi rất hay này. Đấy, thân lắc lượn. Bệ cũng đẹp. Đấy. Trên một cái chậu Đồng Nai. Cũng vừa tầm vừa phải so với cây. À, đó là cây xanh của anh Hùng. 0974 148 448. Và được báo giá là 40 triệu. Đấy, giá các anh em niêm yết ở thành chậu. Và tổng bóng của cây xanh quá đẹp các bác ạ. Và bây giờ chúng ta di chuyển tiếp đến một cây ổi. Một cây ổi dáng huyền. Vâng, chúng ta quan sát ở phía bên này trước cây ổi đấy. Sau khi thoát ra khỏi mặt chậu ấy, à, thân chính của cây ổi nó đổ xuống à, sau lại vồng lên lắc lượn chuyển xuống tiếp, nhìn hay quá nhỉ. Đấy, đây là cái cung mà rất nhiều những cái điểm khó mà chúng ta cảm thấy là giá trị nghệ thuật nhất cây ổi ở cái điểm này. Và hay đấy,
À, tôi đi làm chương trình nhiều năm rồi, tôi có kể cả tôi theo dõi là cái tháng nào bán những cây gì dễ bán hơn. Và anh em hay đi 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 thăm hỏi hơn. Tháng này ấy, và cái tháng Tết là sung và ổi. Bởi vì nó là những cây trái mà. Và những cây cây bonsai nhưng mà có quả. Hàng cây mà độ một hai người bê thôi mà có quả là người ta rất thích. À, trưng ở phòng khách, bàn trà hoặc là những cái chỗ mà trang trí khuôn viên. Và cây ổi này thì được báo giá là 6 triệu đồng các bác ạ. Và đây là số điện thoại của chủ cây này. Anh Thịnh, Bùi Thịnh. Số điện thoại là 0944 256 955. Đẹp quá. Đây giá tôi thấy anh dán này, đây luôn. 6 triệu. Và di chuyển tiếp một tác phẩm xanh nữa. Cây xanh dáng trực của anh Hùng. Cây này được báo giá là 40 triệu. Cái này có phải 40 triệu nhỉ? Hay 42? Anh viết thế này tôi chả gì. 42 là được. Được rồi, vì quân số 2 nó hơi díu. Được rồi nhá. Chúng ta thấy là hình ảnh của một cây xanh được báo giá là 42 triệu. Và chúng ta nhìn thấy những cái vết, những cái màu đồng và những cái vết nhăn chùn sụn này, u cục này. Dễ đẹp. Rất mịn bóng. Không 974 148 448. Đấy, tổng bóng của cây đẹp không? Và bây giờ chúng ta di chuyển tiếp đến một cây lộc vừng dáng huyền. Và cũng là những cây có cái độ tuổi rất là căng rồi. Cây lộc vừng chủ nhân là của anh Ngữ. Số điện thoại 0948 070 767. Và được báo giá là 17 triệu đồng. Và tiếp theo chúng ta đến với một tác phẩm khế. À, cây khế của anh Đạo.
0977636688. Vừa được báo giá là 16 triệu đồng một cây khế. Khế này dòng khế gân, lá nhỏ. Và trước khi kết thúc cuốn video này, chúng ta đến với một bệ xanh Nam Điền nữa. Những cây dáng rất là lùn lực. Cây xanh Nam Điền của anh Tài. Vâng, với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video để chúng ta di chuyển tiếp sang những cuốn sau. Canh bắt đầu đang kéo đến dần rồi đây. Đấy, một số anh em bắt đầu đang đến dần. Chỉ khoảng độ tiếng nữa thôi thì chỗ này sẽ đông nhộn nhịp luôn. Bây giờ Đỗ Sinh dừng hình để chúng ta chờ đón ở những cái cuốn video tiếp theo. Đến với nhóm bonsai ART, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.